Đây là món bún bò ăn với tiết bò. Thì có bò đây họ cắt thành từng miếng to luôn rồi. Và đây là tiết đúng không? Bún thì giống bún Việt Nam mình thôi ạ. Có ít rau thơm. Ở đây đặc trưng là vị ngọt nhiều hơn, ngọt và nhẹ. Chứ nó không cay như mấy cái món này rồi. Cay lắm không thể ăn được. Nước dùng của món này khá ngọt rồi. Và dễ ăn. Ăn có họ cho cả giá đỗ trong nữa. Đấy, khi mà người đảo lên thì phải nghe. Đấy, khi mà người đảo lên thì nó có cả măng nữa. Vậy rau sống mình đây đây là củ rất là củ cải hoặc là su hào. Và bên này thì là một món khác, nhưng mà không họ làm từ thịt bò mà làm từ thịt lợn, vẫn là ăn sống với rau húng và đỗ tươi, đỗ xanh. Mình để ý hầu hết các món súp ở Lào thì họ đều ăn với rau ghém hay rau sống, là rau húng và cái đỗ xanh này ạ. Đây gọi đỗ đũa. Ai mà ăn không quen thì cái đỗ đũa ăn rất khó, ăn nó hơi mùi rác, hơi mùi tanh tanh. Nhưng mà ăn nhiều vào lại quen ngay. Là xôi xoài với giá rằng là 35.000 kíp. Đây là một món ăn là tương đối là phổ biến ở khu vực Lào, Campuchia và Thái Lan. Và mình đến nào thì mình sẽ thử món này đầu tiên ở Luang Prabang. Và trong khoảng lai mai thôi mình sẽ thử nó ở các tỉnh khác nhau ở Lào các bạn nhé. Bây giờ mình vừa gọi xong. Đây ạ. Đây là món xôi xoài của Lào ạ. Người thấy rằng đây là một lửa quả xoài chín, một bát xôi gà lếp cẩm và bên trên sốt dừa. Mời các bạn ăn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ thử các bạn nhé. Mình sẽ thử xem cái món xôi xoài ở Luang Prabang này như thế nào. Ok, mình sẽ thử cái vị chân trắng trước, tại vì cái trắng trắng này mình không biết được là cái gì này. Vừa mình chỉ đoán nó là sốt dừa thôi. Có vị dừa dẻo dẻo như là cơm dừa trắng ấy, nhưng mà nó dẻo hơn cơm dừa trắng và có vị ngọt. Cái này chắc chắn là được nấu rồi, được nấu qua và ngọt lắm, nó ngọt ngọt hơn cái cùi dừa bình thường rất là nhiều. Tức là họ phải nấu qua rồi họ thêm đường. Đây mình thử với cái gạo lếp cẩm này. Xôi lếp cẩm của họ rất là dẻo. Nước cốt dừa dẻo, gạo dẻo, ngọt. Đặc trưng là ngọt. Đấy, bây mình từ giờ mình thử ăn với cái xoài xem xoài nó có ngọt không, xem nó gọi là nó có đồng vị với nhau không ạ. Xoài đây ngọt nhưng mà nó ngọt nhẹ thôi, thanh và mát. Kia là mình sẽ kết hợp vị của cả ba thứ vào các bạn nhé. Có ít xôi này rồi, có ít sốt dừa rồi. Và mình cho miếng xoài vào. Nhìn này to quá. Thực ra là mình không quen ăn với dĩa này. Thì mình sẽ thử nhé, cả ba cái này xem kết hợp ba cái như thế nào. Lạ và ngon.
Tại vì trước kia người Việt mình ấy là hay ăn cái món gọi là món liên quan đến cơm hay xôi là món mặn, ăn trước ăn riêng ra. Và cái món này là món tráng miệng và ăn sau, tức là ăn sau khi mình ăn hết cái này rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ ăn sự kết hợp giữa món mặn với món tráng miệng này với nhau. Mình thấy rằng là nó khá chỉ là hài hòa với nhau. Rất chỉ là hài hòa với nhau ạ. Để mà chấm điểm về cái độ hài hòa, cái vị hài hòa á, thì cái này khoảng tầm 8 đến 9 điểm. Thì các bạn là nó đều vị ngọt với nhau và chỉ nhẹ. Còn cái chấm điểm cái độ khác biệt thì mình chắc khoảng cho tầm khoảng 8 điểm đến 8 điểm rưỡi. Và cái độ ngon đối với mình ấy, mình thấy rằng là có hài lòng hay không thì mình khoảng tầm 8 điểm. Ok, món này mình đối với mình khá chỉ là ok. Mình xem bên trong này có gồm những gì nhé. Tất nhiên đầu tiên mình thấy là có con lạc rồi. Con lạc đấy ạ. Yeah. Đây là những lát đu đủ xanh. Yeah. Có cà chua. Tất nhiên là có ớt rồi. Anh thấy có hành tươi, cái giống như hành hay là hành hay cà tím nhỉ, mình trông giống như hành, đây hành tím nhưng mà chắc loại to. Đây là cái quả gì đây mình cũng không rõ, trông như là bọt quả xấu ấy. Ăn nó đắng đắng. Quả nó ăn đang đắng, cái quả từ sáng mua gì đây, tạo vị đắng này. Đây là chắc là cái hột của quả đấy nhưng mà mình không biết là cái quả gì. Một đĩa này có giá là 15.000 kíp rồi nhé. Đây vừa mình tách ra để mọi người nhìn rõ là nó bao gồm những gì. Lại là bao gồm có đu đủ này, có cà chua, có lạc này, có cái quả gì mình chả biết là nó ăn nó đang đắng. Có hành tươi và nước sốt của họ là nước sốt. Nước sốt thì có vị vừa ngọt, vừa chua, vừa cay. Mời các bạn nhé. Vừa mình hỏi lại chị chủ quán thì cái quả này là cái quả olive, olive ấy, mình gọi là quả olive ấy. Ok, đây là cà tím rồi nhé, mình sẽ thử luôn. Ui, mình chưa ăn mà đã chảy hết cả nước dãi ra ngoài. cay quá. Cay. Wow. Cay quá bạn, cay lắm. Bạn nào hoa được cay nếu mà sau mà có đến đây chợ thì gọi bừa cay nhé. Mình là người ăn được cay mà mình vẫn thấy cay. Ở đây có hai con chim, một con cá, ít thịt rán, thịt ba chỉ nướng, hai đoạn lòng rồi nướng, đây gọi là nạp xưởng, một ít lem nướng nữa, lem chua nướng và một ít xôi nữa. Ok, mời các bạn cùng nhé. 58.000 đấy ạ, bằng khoảng tầm 170.000 Việt Nam mình. Ok, mình sẽ review cái món cá nướng các bạn nhé. Đây chắc là cá chuối, mình không nhầm là cá chuối, hay trong miền Tây gọi là cá quả đấy ạ. Bên trong họ nhồi, bên trong là họ nhồi các gia vị, có hành này, có ớt này, có sả. Ok, chắc cả gia vị nữa. Ok, mình sẽ ăn. Con cá này có giá là 10.000 kíp, khoảng tầm 27.000 của Việt Nam mình các bạn. Ok, mình sẽ chấm thử cái này. Yeah.
thịt cá dai, thơm, có vị ngọt, nhưng mà hơi mặn các bạn. Đặc điểm của các món ở Lào này mình để ý rằng là mình ăn mấy chỗ rồi, món nào cũng mặn, cũng đầm. Ok, ngon lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ review cái món chim này. Món chim này, món chim nướng. Không biết chim trời hay chim cút ạ. Đây khá nhiều thịt nữa. Xương nhỏ, khá nhiều thịt. Ngon. Đây món thịt rán các bạn. Mình thấy rằng là ít thịt lạc vì dày và nhờ mỡ cũng khá chỉ nhiều. Bì nó giòn, ăn khá ngậy ngậy ở con mỡ này ra này. Mình thấy không thấy lạc được cả. Bạn ăn khá gì ngon. Ngon đấy các bạn, bạn nên thử món này. Và mình mua cái chỗ này là 15.000 kip, khoảng tầm 40.000 của mình. Sau khoảng một lúc thử các món khác nhau thì mình với bạn mình là hai người các bạn ạ. Thực sự là lo căng bụng mà không thể ăn được nữa. Mà tức là cái chỗ này là khoảng 58.000, bây giờ mình ăn chắc là mình chỉ hết 30.000 thôi, thế còn khoảng tầm 28.000 nữa. Chắc là để về trưa hoặc tối ăn nốt thôi. Mình không thể ăn được nữa rồi. Thực sự là mình không thể ăn được nữa, rất chỉ là lo. Chắc mình sẽ gói về để tối mình ăn hoặc là trưa mình ăn. Mình nhìn thấy hai con gà, hai con chim còn nguyên này, mới hết con cá thôi. Miếng thịt này ăn hết được một miếng. Miếng nem còn nguyên, thịt rán còn nguyên. Cho hai người đấy, hai người mới hết khoảng tầm 28-30.000, tức là khoảng tầm 90.000 của Việt Nam mình. 85-90.000 Việt Nam mình ngoài chợ.